các bạn đến với channel của mình. Okay. Mình là Hùng chuyển sang bán hàng tại hàng Pho 94 Nhật Bản Trường Nội. Hôm nay ở đây là mẫu Pho Laser LS sản cung cấp tại đang bán nhanh. Xe này giá đang rất là hữu nghị. Ok, thương mại rất là nhiều và đầy đủ tính năng, và như là chiếc xe sẵn sàng tốt nhất trong giá 65 triệu của bạn. Ok, mời bạn lại đây. Nói qua về chiếc xe thì hiện tại như là phiên bản này đang niêm yết ở giá là 630 triệu. Ở đây là mặt ca lăng là sơn ở dưới thì trước sau cũng là như thế, vì nó là bản khá là thấp. LS là bản một cầu, đây là số sàn, giá chỉ ngoài 600 thôi, rất là hợp lý. Tuy nhiên là sẽ không có cảm biến radar phía trước hay là những cảm biến cảnh báo va chạm bình thường phía trước. Mặt ca lăng này sẽ sơn logo Ford to bản cải khoán của đặc trưng của xe bán tải Mỹ. Ok, về phần đèn xe thì đèn đây sẽ là đèn halogen thường thôi. Đèn sương mù ở dưới cũng sẽ là đèn halogen. Trang bị rất là cơ bản ở trên chiếc xe này. Hệ thống chỉnh đèn mình sẽ nói chi tiết ở phần nội thất ở trong xe. Nhưng ở đây đèn xi nhan và cốt. Chiếc xe được thiết kế rất là, tuy có thể nó là thô nhưng rất là cơ bắp. Phần văng cá ở đây cũng biết ngay, ví dụ như là đây là bảng số sàn sẽ ghi là speed và bảng số tự động thì sẽ ghi là auto. Trên tích hợp xi nhan ở đây chứ không tích hợp xi nhan ở trên gương chiếu hậu như này. Xe thì sẽ được trang bị bậc lên xuống ở phần thân. Tay nắm thì sẽ là bạc nhựa được sơn như là hay là mạ chrome như các bạn quan trắc thì về phần cuốn xe mời bạn đấy. Cuốn xe thì đèn xe cũng được trang bị cơ bản đèn đèn xe đây đây ở đây là ký hiệu về phiên bản Ranger to bản Rover 4. Ở đây thì sẽ xe nó không được trang bị cam lùi, cái bản này sẽ không được trang bị cam lùi ở hay ở dưới đây hay ở đây, không có trợ lực lúc bật xe này, không có chìa khóa giống như trách khá là nặng. Đèn thì ở đây đều là đèn bóng halogen hết, và phanh xi nhan hay là đèn thường. Mặt khoang trong thì ok, rất rộng rãi, tuy nhiên là sẽ không có lót thùng giống như trách thì thường được trang bị sẵn lót thùng. Ở đây thì soi kỹ hơn một chút thì sẽ không có thanh trợ lực. Thanh trợ lực giống như của Wachek thì khi các bạn nâng như này, nâng đẩy lên thì nó khá là nặng, thường là khoảng hai tay. Wachek thì nhẹ hơn khá là nhiều và có ổ khóa ở đây. Đây là lắp bình xăng. Xe thì vẫn là bản 2.2 máy dầu. Vẫn khóa đổ bình thường. Không chỉ có duy nhất X-Browser là tích hợp vòi xăng trực tiếp. Mâm xe thì sẽ là mâm đúc khá thô, không được đẹp như là ngoài chất. Phiên bản này thì đa phần dòng Ranger đều dùng hệ thống treo là dùng níp. Phần níp sau ở đây các bạn có thể thấy đều dùng cổng treo là nhíp. Ok, đây là bản số sàn màu đen. Mình đang muốn bán đi khá là nhanh, ổn lâu rồi. Về phần nội thất thì nếu mà xét ở trên bình diện mức giá 630 triệu phiên bản số sàn, cái chiếc xe này thì bật mí một chút thì nó có cân nặng nó rơi vào khoảng gần 9 gần 2 tấn, khá là đầm. Tại đây bạn có thể thấy đây là hệ thống điều khiển đèn của xe, đây là đèn sương mù, hệ thống tăng chỉnh sáng đèn ở trên vô lăng. Chiếc xe này đẹp khá lâu đang hết điện. Đây là hệ thống điều chỉnh điện của gương.
cửa gió điều hòa. Vô lăng của Ford thì về phía bên tay trái các bạn là sẽ điều khiển mặt đồng hồ của họ ở bên này. Đều có cruise control, xe cộng, xe trừ. Tất nhiên là không phải adaptive cruise control nhưng mà cũng có giới hạn tốc độ, có lim ở đây. Bên này là chế độ đàn thoại rạch tay, các bạn có thể điều khiển ở cái hệ thống đồng hồ bên này. Gạt mưa hay là các cảnh báo thì đều ở đây. Các bạn điều khiển pha cốt, nhảy xi nhan thì sẽ ở bên này. Rất là đơn giản thôi. Về XLS MT thì phải nói thật là từ 2018, 2019 khác rất nhiều so với 2017. Xin lỗi, 2017 thì nội thất khá là khác. Ai am hiểu xe thấy rõ đây là nội thất của XLT 2017, kể cả động cơ và máy. XLT 2017 sẽ dùng nội thất như này. Hộp số sàn 6 cấp. Ok, cổng sạc, điều hòa. Tất nhiên là cân bằng điện tử. Cốp để đồ cũng khá rộng, bệ tì tay. Xe kiểu Mỹ mà. Về nói sơ qua một chút về một vài điểm khác nhau giữa phiên bản 2017 so với 2018 và 2019. Hiện tại thì so với mức giá khoảng 600 triệu đổ ra và 700 triệu đổ lại thì gần như Forerunner là chiếc xe duy nhất được trang bị hệ thống cân bằng điện tử, đi kèm với nó là bộ năng trợ lái điện và cruise control. Rất là tiện ích, rất là tiện cho các bạn khi lái xe. Tuy nhiên đây là số sàn, hệ thống điều chỉnh điều hòa thì đơn giản thôi. Mọi cái option trên xe cũng không quá nhiều nhưng đủ để đáp ứng cái nhu cầu chuyên chở của các bạn. Đây phiên bản một cầu. Ok, xem về phần động cơ. Mở nắp capo ở đây. Đơn giản thôi. Đều là thủy lực. Bạn có thể nhìn thấy ở đây là lốp xốp cách âm cực kỳ tốt, cải thiện cái nhược điểm của máy dầu. Okay, xa ra một chút thì đây là động cơ 2.2, tuy nhiên nó khác khá nhiều với động cơ 2.2 ngày trước. Ngày trước thì XLS sử dụng động cơ 2.2 150 mã, nhưng hiện tại thì đang được thay thế bởi động cơ của XLT ngày xưa, tức là khỏe hơn 10 mã, 160 mã. Vì thay đổi số công nghệ như van biến thiên hay là khung nhiên liệu ở trong động cơ. Thiết kế thì khá gọn gàng thôi. Bạn thủy lực nâng ở đây rất đơn giản. Nước cửa kính, nước làm mát, động cơ bố trí hơi nắp rất là đơn giản các bạn. Khi tiến hành sửa hay là bảo dưỡng xe, phải nói là kho làm cách âm máy dầu rất là tốt. Năm phiên bản hiện nay máy dầu đều được bố trí, đều được cải tiến, khắc phục cái nhược điểm cố hữu là mùi này, độ ồn, độ ì này. Bạn tâm đi mua máy 2.2 hiện nay khá là tốt so với các dòng bán tải 650 triệu của bạn như vậy. Ok, bạn có thể nhìn qua tổng thể về chiếc xe này. Mọi báo giá liên quan đến thời điểm xe vì xe nhập khẩu từ Thái Lan giá cả thay đổi khá là nhiều và thay đổi theo từng ngày, nên để được cập nhật cái giá tốt nhất và sát nhất thì vui lòng liên hệ online mô tả ở dưới. Nếu bạn cảm thấy thích và ủng hộ chuyên đề của mình thì vui lòng nhấn like và subscribe, có thể nhấn chuông thông báo để nhận báo về video ra sớm nhất.